Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Hóa triển khai hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội xã Bình Thạnh. Đây chính là thước đo chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Để việc lấy ý kiến đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ thành lập tổ công tác tổ chức hội nghị để thống nhất chủ trương, cách làm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai ở các xã và từng hộ gia đình. Khi phát phiếu, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, số phiếu phát ra phải đạt 80% tổng số hộ dân của xã. Việc lấy ý kiến được tiến hành công khai dân chủ, những ý kiến đóng góp về những vấn đề chưa hài lòng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp thu và gửi đến địa phương để khắc phục ngay.